Tiếp tục chào đón quý vị đến với nói là dòng đôi loa này gọi là siêu phẩm. Hay hay không hay thì tất cả em nó sẽ thể hiện đánh giá của quý vị. Quý vị hãy đeo tai nghe và giúp em. Bởi vì em quay bằng điện thoại nên bắt buộc quý vị phải đeo tai phone, tai nghe đấy. Vào thì quý vị mới biết được cái đôi loa này nó đánh cái chất bass, chất âm và chung tép nó sáng, nó tươi như nào. Mặc dù là em đánh ở ngoài trời nhưng mà không hề hấn gì với cái em nó nhé, không hề hấn gì. Và chính nó em đang đánh với bộ Rotel này nhé. Bộ Rotel này là phải nói luôn là nó hợp như cộng với mợ với em nó rồi, như cộng với mợ Rotel này. Sau đây mời quý vị đến với bản test của em nó. Em sẽ test trong 2 đến 3 thể loại nhạc. Còn những đôi loa này thì em giới thiệu chút quý vị là đây là đôi loa BMW kép. BMW kép được chưa? Hôm trước em đã có về được 3 đôi, trong đó là có một đôi màu đỏ Bordeaux. Giá nó trội hơn các đôi này. Đây là đôi BMW kép 683 được chưa? Đây này, hàng cao còn chưa lau chút nào này. BMW kép 683. Để nguyên này nó mới thích đây này, lau sạch luôn này. Đấy. Đấy. Chứ còn nếu mà lướt hết rồi thì quý vị lại phải xem lại. BMW kép này 683. Công suất 200W một loa trở kháng 8 ohm. Đây. Hàng Điếc Sinh In UK nhé. Có nghĩa là làm và sản xuất theo tiêu chuẩn của anh. Được chưa? Được chưa? Làm sản xuất tiêu chuẩn của anh. Còn quý vị nhìn thấy chữ China này không phải đâu nhé. Không phải là hàng của Trung Quốc đâu nhé. Còn chỗ này không phải made in China đâu. Điếc Sinh In up in China. Là sản xuất là theo tiêu chuẩn như của anh chưa. Những đôi loa này mà không hay thì không dám lấy tiền của quý vị. Đôi loa này có giá là 24 triệu 800, 24 triệu 800. Em nó vân gỗ, cái gì chưa, gỗ đỏ. Loa này rất là nặng, rất nặng. Có em có khỏe thì em chắc chỉ bê 100 m là phải đặt xuống rồi. 100 m là em méo mồm rồi. Mời quý vị đến với bản test luôn. Sau đó giữa chừng thì em sẽ chuyển một số bản nhạc khác cho quý vị. Trời đấy.
Sau đây mời quý vị đi đến với lại em đo kích thước. Những đôi loa như này nhé, em vừa giới thiệu có mã có tên của em nó rồi. Quý vị cứ search vào Google, quý vị sẽ biết là trên trang hiện đang bán từ 25, 27, có chỗ 29 triệu. Em cứ search vào có mã có tên rồi. Chứ còn em là em cứ quay thực tế. Thực tế và cái chính sách bán hàng của em là giới thiệu sản phẩm và cho giá. Còn bác nào cảm thấy giá cao hay giá thấp, mua được là mua, còn không mua được thì mời các bác đến điểm khác tìm hiểu mua. Cái gì nó cũng có một cái giá nhất định, chứ không bao giờ có cái chuyện mà ngon bổ mà rẻ cả. Hàng nó đều nó có một cái giá nhất định. Chứ còn ví dụ một đôi loa mà đang hơn 20 triệu này mà các bác bảo có 13, 15 triệu thì em nói thật các bác mua về các bác không vứt luôn đi em mới là lạ. Thế thôi, chỉ nói một câu thế thôi. Chứ còn nhiều thánh ở trên đấy cho bài viết bán hàng, người ta giao hàng báo giá công khai thì các thánh lên, các thánh chém bừa chém bãi. Thánh nào muốn mua rẻ cứ đến chỗ nào mua rẻ hộ em. Chiều cao của đôi loa này có chiều cao là 98,6 phân, 98,6 phân chiều cao. Chiều sâu cả ê căng là 35,5 phân, chiều ngang của em nó là 20 phân, chiều ngang 20 phân. Sau đây mời quý vị đi sang với một bản test dòng nhạc khác tiếp theo để cho quý vị biết rằng là em nó xử lý chất âm tốt như thế nào. Bởi vì là nói nhiều quá nó mệt, chỉ cứ quay thực tế cho các bác nghe, đánh giá bằng thực tế thôi. Tình kỳ là
nghề xin cúi xuống ngậm ngùi. Tình kỳ là giọt lệ rơi, đời kỳ là mẹ sầu thôi, thì xin cúi xuống ngậm ngùi. Tình kỳ là giọt lệ rơi, đời kỳ là mẹ sầu thôi, và còn đẹp không tì vết luôn các góc cạnh nhé, quá là đẹp rồi các bạn, như thế này là quá là đẹp rồi. Đó là toàn bộ cái clip em vừa test giới thiệu đến quý vị đôi loa BMW kép dòng loa của anh, một trong những đôi loa mà nằm trong phân khúc tầm tiền vừa nhưng mà nó thể hiện chất âm xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Giá của em nó là 24.800.000. Cảm ơn quý vị.